Xin chào tất cả anh em. Thì trong cái video hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em về cái cách để mà xác định những cái sản phẩm giúp anh em chọn được những cái sản phẩm nó phù hợp với sàn thương mại điện tử Lazada. Thì rất nhiều anh em hỏi mình tại sao lại phải chưa đi bán hàng mà lại đi xác định cái sản phẩm. Thì mình chia sẻ với anh em như thế này, mình có rất là nhiều những cái bài chia sẻ về bán hàng trên các hệ thống thương mại điện tử. Thì mình có nhấn mạnh vào cái việc đấy là xác định sản phẩm. Vì tại sao anh em phải xác định sản phẩm? Thứ nhất, vì không phải bất cứ một cái sản phẩm nào anh em cũng có thể bán trên Lazada hoặc bán trên Tiki hoặc là bán thành công trên Shopee, mà có những cái sản phẩm nó phù hợp với sàn thương mại này nhưng mà cũng có những cái sản phẩm nó sẽ phù hợp với những cái sàn thương mại khác. Thì việc xác định sản phẩm để bán trên một cái sàn thương mại nó là một cái việc rất quan trọng, nó chiếm tới 50% cái cơ hội để mà anh em thành công trên cái sàn thương mại rồi. Cho nên việc đầu tiên là anh em phải xác định đúng cái sản phẩm mà bán chạy ở trên này, người mua có xu hướng tìm nhiều. Để mà xác định được thì mình phải hiểu hành vi của những người mua hàng trên Lazada nó sẽ không giống những hành vi của những cái người mà mua hàng trên Shopee. Anh em phải hiểu như vậy thì anh em mới xác định được đúng sản phẩm. Anh em thấy ví dụ như sản phẩm ở sẽ có rất là nhiều những cái thông tin ở trên Shopee thì nó sẽ không có những cái đây ở trên Shopee thì anh em thấy nó cũng có những cái xu hướng tìm kiếm này. Đây là những cái sản phẩm mà được tìm kiếm mua rất là nhiều ở trên Shopee. Đấy, anh em thấy ví dụ như là quần áo thời trang trẻ em, những cái viên uống vitamin, sản phẩm thời trang thì bán rất chạy trên Shopee. Nhưng nếu anh em bê những cái sản phẩm này lên trên Lazada anh em bán là sấp mặt. Đấy. Thì anh em phải xem là xu hướng mua hàng trên Lazada đấy là gì. Thì anh em khi mà anh em truy cập vào trang chủ, anh em kéo xuống bên dưới, anh em nhớ là xem bằng máy tính nhé, cho nó rõ, cụ thể cho nó rõ. Thì anh em sẽ thấy là cái phần mà tìm kiếm phổ biến này nó giống với cái phần xu hướng tìm kiếm bên Shopee này. Thì anh em thấy là xu hướng của hai thằng này nó hoàn toàn khác nhau. Một thằng này chuyên thời trang các kiểu này, thời trang này, các viên vitamin này, rồi giày, quần áo thời trang, nói chung là liên quan đến thời trang và các cái loại thực phẩm chức năng. Còn anh em thấy rằng khi tìm kiếm trên Lazada, anh em thấy này, xe máy, TV, máy chơi game, đấy, tủ nhựa, điện thoại, camera, mì tôm, đấy, rồi iPhone 6 Plus, đấy là những cái tìm kiếm phổ biến và nhiều nhất ở trên Lazada, được Lazada tổng hợp lại ở trong cái phần này. Đấy, thì cái việc mà xác định cái sản phẩm anh em bán hàng rất đơn giản, đấy là anh em vào trang chủ, anh em xem xu hướng tìm kiếm chủ yếu trên cái sàn thương mại này đấy là gì. Vì sao anh em phải xác định? Bởi vì hành vi của người dùng Lazada với Shopee nó không giống nhau nhé. Tất nhiên là nó sẽ có một số cái tỷ lệ trùng lặp nó giống nhau. Có một số đối tượng giống như mình vừa mua trên Lazada và vừa mua trên Shopee. Nhưng cái một cái lớp nào đấy, ví dụ như họ gắn bó với Lazada rất là lâu rồi, thì khi mà họ cần mua một cái sản phẩm gì đấy thì họ sẽ nghĩ là họ sẽ lên Lazada họ tìm kiếm. Hoặc là theo cái suy nghĩ của mình ấy, thì Lazada nó phù hợp với những cái sản phẩm về điện tử, những cái sản phẩm về phần cứng các kiểu hơn. Vì mình thường hay khi mà mua những cái sản phẩm đấy thì mình lên Lazada và mình thấy cái chất lượng nó là khá là tốt đấy. Thì dựa vào cái xu hướng tìm kiếm này để anh em chọn sản phẩm nhé, anh em sẽ dựa vào đây. Đấy là cái cách thứ nhất. Rồi cái cách thứ hai đấy là anh em vào trong cái phần mà anh em vào phần cái kênh giáo dục của Lazada ấy, tức là Lazada University này này. Đấy, thì anh em vào trong này, anh em tìm cái phần mà xu hướng từ khóa đấy, thì anh em sẽ thấy rằng ở đây Lazada nó sẽ cập nhật cho anh em những cái xu hướng mà người dùng thường xuyên tìm nhất, những cái từ khóa mà được tìm kiếm nhiều nhất, thì anh em có thể là dựa vào những cái từ khóa này để mình xem là Lazada nó bán những cái sản phẩm gì, chủ yếu là nó bán những cái sản phẩm nào bán chạy và người dùng Lazada nó mua chủ yếu như là những cái gì. Đây, anh em có thể tải cái file này về, anh em tải file này về mình sẽ lướt qua, mình chia sẻ với anh em thôi. Đấy là người dùng ở trên Lazada chủ yếu họ tìm mua tai nghe Bluetooth này, loa Bluetooth này, tai nghe các kiểu này, khẩu trang y tế này, điện thoại di động này, điện thoại di động giá rẻ này, camera wifi này, nồi cơm điện này, máy xông tinh dầu này, máy cầm chơi game này, loa kéo này, smartphone này, điện thoại này, dây sạc ốp lưng này, máy đánh trứng này, Xiaomi này, điện thoại Xiaomi này, TV Samsung, máy hút bụi. Thì anh em thấy có sự khác biệt nha. Bên Shopee họ chỉ bán xu hướng tìm kiếm mạnh về thời trang, về các cái thực phẩm chức năng, về sửa chiếc, về giày dép đấy. Nhưng bên Lazada lại chủ yếu là về cái linh kiện điện thoại, điện tử. Những cái sản phẩm điện thoại điện tử đấy, rồi những cái sạc dự phòng
Thì anh em thấy đấy là sự khác nhau. Tại sao lại nó có cái sự khác nhau đấy? Vì như thế này này, kể cả trong cái trong trong cái tiềm thức của mình ấy, khi mà mình mua đồ điện tử thì mình sẽ không bao giờ mình lên mua mua Shopee đâu, vì hàng hàng Shopee rất là tào lao bí đao đấy. Hàng điện tử bán thì trên trời dưới đất, giá trên trời dưới đất, và cái khả năng bảo hành ở ở bên Shopee nó cũng sẽ không tốt. Lazada thì mình mua hàng điện tử rất là nhiều và mình cảm thấy rất là yên tâm, vì các cái nhà bán hàng trên Lazada có thể họ cùng bán Lazada và Shopee, nhưng cái việc Lazada từ đầu, ngay từ đầu họ vào Việt Nam họ hỗ trợ rất tốt người mua. Ví dụ trong trường hợp mình mua mà mình cảm thấy sản phẩm đấy nó bị lỗi các kiểu, Lazada nó đến tận nhà nó thu sản phẩm, nó đổi cho anh em luôn, hoặc là nó hỗ trợ đổi trả rất là nhanh. Còn cái việc giải quyết khiếu nại của Shopee nó rất là chậm, nó rất là phiền phức, cho nên đa phần hành vi của người dùng khi lên Lazada là họ mua những cái sản phẩm khi mà họ có cái, hoặc tức là họ cảm thấy tin tưởng những cái sản phẩm có giá trị, đúng không? Những cái sản phẩm liên quan đến điện tử thì họ có niềm tin ở trên Lazada hơn là ở trên Shopee. Điều đấy đồng nghĩa với việc gì? Đấy là anh em khi mà bán những cái sản phẩm đấy thì mình có cái cơ hội là thành công hơn. Thay vì là mình bán thời trang hay mình bán các cái kiểu bán các cái sản phẩm về thời trang ở trên Lazada, hoặc các cái sản phẩm về mỹ phẩm các kiểu trên Lazada, thì mình sẽ chọn lựa cái sản phẩm đấy là những cái phụ kiện điện thoại, những cái dòng điện, những cái điện thoại hay là những cái loại sản phẩm về đồ điện, đồ gia dụng thì nó sẽ phù hợp với kênh Lazada hơn. Thì đấy, thì mình sẽ tổng hợp lại. Đấy, tổng hợp lại sau khi mà mình xem hai cái, một là cái xu hướng tìm kiếm của Lazada, hai là cái những cái từ khóa mà Lazada nó cung cấp trong cái phần học viện Lazada này, thì anh em có thể là lên Google thần trưởng anh em gõ học viện Lazada là nó sẽ ra ngay. Sau đấy mình sẽ vào mình xem. Ở trong đấy thì học viện Lazada nó chia sẻ rất là kỹ về cái cách để mà vận hành cái shop, cái cách mà tạo sản phẩm hay đăng sản phẩm như thế nào. Cho nên là mình không chia sẻ, không chia sẻ nhiều, mình sẽ tập trung vào là gì? Giúp cho anh em hiểu được là những cái sản phẩm nào có thể bán tốt trên Lazada và mình có thể thành công được. Thì mình sẽ phân tích sâu vào cái phần đấy. Thì mình sẽ tổng kết lại như thế này. Đấy là mình sẽ thấy rằng là gì? Lazada bán rất chạy những cái phụ kiện điện thoại, ví dụ như cáp sạc các kiểu, rồi những cái thiết bị gia dụng. Người dùng ở trên Lazada có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm như thế này đấy, rồi những cái sản phẩm về những cái thiết bị điện tử, ví dụ như là bao gồm camera này, rồi bao gồm loa này, rồi bao gồm là điện thoại di động, điện thoại các cái dòng điện thoại cũ. Ví dụ như anh em nào có cái sản phẩm điện thoại cũ, ví dụ điện thoại iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 chẳng hạn, hoặc các cái dòng điện thoại của Android cũ, ví dụ như là Xiaomi các kiểu, thì anh em bán ở trên Lazada cũng rất là ok. Hoặc anh em nào có nguồn hàng mới thì anh em cũng có thể bán trên Lazada. Thì anh em thấy đây là ba cái ngành sản phẩm mà theo như cái phân tích của mình vừa cùng với anh em phân tích thì mình chọn ra được đấy là những cái sản phẩm bán rất tốt trên Lazada và doanh số rất cao. Thì đấy là việc đầu tiên mình sẽ giúp anh em để xác định được những cái dòng sản phẩm như thế này. Đây là gì? Phụ kiện điện thoại, thiết bị gia dụng, những cái thiết bị gia dụng ví dụ như là nồi chiên không dầu, nồi cơm điện các kiểu, rồi các cái thiết bị điện tử như là ví dụ như camera, wifi, rồi các thiết bị như modem, rồi điện thoại di động các kiểu. Thì đấy là những cái thiết bị bán rất tốt trên Lazada. Thì vì là người dùng có xu hướng họ chỉ tìm kiếm những cái sản phẩm đấy thôi. Anh em có thể quan sát ở trong cái từ khóa tìm kiếm của tháng 2 năm 2020 này, không có một cái từ khóa nào liên quan đến thời trang luôn. Máy hút bụi, máy giặt, rồi máy camera siêu nhỏ, rồi máy xay sinh tố. Đấy đấy là tất cả những cái mà người dùng họ tìm kiếm trên Lazada. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra khi mà bán hàng anh em vừa bán trên Lazada vừa bán trên Shopee? Thì tất nhiên là anh em có thể ôm tất cả những cái hàng ở trên Shopee anh sang Lazada anh em bán, nhưng tất nhiên là nó sẽ không hiệu quả đâu. Bởi vì mỗi một cái sàn thương mại điện tử thì nó sẽ phù hợp với một cái ngành hàng, nó sẽ tập trung. Khi mà nó phù hợp với những cái ngành hàng điện tử này thì Lazada nó cũng sẽ cố gắng nó tìm tập trung, nó tìm cách nó giúp anh em khai thác tốt những cái ngành hàng này. Và nó sẽ tìm cách là gì? Nó sẽ chạy quảng cáo phủ rộng khắp, tức là cả Google, Facebook nó sẽ chạy quảng cáo để nó tiếp cận, để nó đẩy mạnh cái doanh số những cái sản phẩm này đấy. Còn những cái sản phẩm thời trang khi mà không bán mạnh ở trên Lazada thì Lazada nó cũng không tập trung nó chăm sóc. Vì vậy cho nên việc mà mình ôm những cái sản phẩm thời trang ở trên Shopee sang Lazada thì nó cũng sẽ không hiệu quả. Đấy là cái mà mình muốn chia sẻ với anh em. Việc đầu tiên muốn bán được hàng, anh em phải xác định đúng được là cái sàn thương mại điện tử đấy nó phù hợp với sản phẩm nào đã. Rồi ok. Cái câu chuyện thứ hai ở đây là
Sau khi mà xác định được cái sàn thương mại Lazada này nó phù hợp với những sản phẩm này rồi, thì bây giờ đi đâu để tìm nguồn hàng? Đi đâu để tìm nguồn hàng? Mình sẽ chia sẻ với anh em. Thứ nhất là có 3 cách để anh em tìm nguồn hàng. Cái thứ nhất đấy là anh em có thể là tìm nguồn hàng ở trên Facebook. Đấy. Anh em có thể tìm nguồn hàng trên các cái group ở trên Facebook. Thì bây giờ mình sẽ vào mình tìm thử cho anh em nhé. Thì ví dụ như bây giờ mình sẽ tìm là phụ kiện điện thoại chẳng hạn, vì là những cái sản phẩm này bán hot ở trên, bán ok ở trên Lazada, thì mình sẽ chỉ bán, nếu mà mình là mình mới bắt đầu thì mình chỉ bán những cái sản phẩm mà người dùng họ có nhu cầu thôi, chứ còn những cái sản phẩm mà bây giờ mình mang thời trang các kiểu lên trên đấy bán thì vứt đấy. Cho nên anh em sẽ lên trên Facebook tìm đấy là phụ kiện điện thoại, thì nó sẽ ra rất nhiều các cái group sỉ lẻ phụ kiện ốp lưng các kiểu này, hội mua bán phụ kiện điện thoại chính hãng này, rồi các kiểu anh em tham gia vào các cái group này thì có rất là nhiều những cái nhà cung cấp sỉ nhé, có rất là nhiều những cái nhà cung cấp sỉ, họ sẽ cung cấp cái sản phẩm cho anh em, họ sẽ giúp anh em đấy là tìm, họ sẽ tìm cho anh em những cái sản phẩm mà phù hợp với lại nhu cầu của mình. Ví dụ mình sẽ lên đây mình tham gia vào nhé, việc đầu tiên anh em tham gia vào xong mình sẽ đăng cái bài là ví dụ như có bác nào có cái hàng ví dụ như phụ kiện linh kiện, ví dụ dây cáp sạc các kiểu hoặc pin dự phòng không, thì em muốn nhập số lượng lớn là tá lả bùng binh, các ông nhảy vào inbox cho anh em tìm nguồn hàng ở trên này nó rất là dễ. Tất nhiên là mình sẽ phải kiểm tra cái chất lượng rồi mình thương lượng về giá các kiểu. Rồi trên Facebook cũng có một cái cách thứ hai để anh giúp anh em tìm được nguồn hàng nữa, là anh em sẽ đi tìm những cái group mà chuyên nhập hàng Trung Quốc đấy. Đấy, nhập hàng Trung Quốc tận gốc chẳng hạn. Đấy thì anh em vào cũng thăm, anh em cũng sẽ tham gia vào các cái group như thế này. Mình sẽ tham gia vào các cái group như này, mình đăng những bài ví dụ bây giờ em cần nguồn hàng như thế này, như thế kia, thì các cái đơn vị họ mà chuyên cung cấp nguồn hàng họ sẽ inbox với anh em để mà họ báo giá hoặc là họ báo giá vận chuyển cho anh em. Đấy thì mình, đấy là cái cách thứ nhất nhá. Rồi, cách thứ hai. Cách thứ hai thông thường thì mình vẫn hay dùng đấy là Google thần trưởng. Mình gọi nó Google thần trưởng, mình thật sự ra mình từ hồi mà có Google đến giờ nó quá sướng. Rồi anh em lên Google thần trưởng nhé, lên Google thần trưởng mình kiếm ví dụ như phụ kiện điện thoại, anh em chỉ cần nói phụ kiện điện thoại. Đấy, phụ kiện điện thoại thì đây, phụ kiện điện thoại thì Google nó sẽ cho anh em một danh sách những cái thằng mà bán phụ kiện điện thoại, anh em có thể đến đấy tham khảo giá các kiểu, rồi anh em có thể lấy lại những cái sản phẩm này để bán trên Lazada, hoặc là anh em có thể gõ thêm cái là giá sỉ. Đấy. Đấy, anh em gõ thêm cái từ giá sỉ thì nó sẽ ra danh sách những cái nhà cung cấp cái phụ kiện giá sỉ cho anh em. Anh em nên nhớ rằng là ở mỗi một cái thành phố lớn đều có một ông chuyên phân phối những cái sản phẩm này giá sỉ. Cho nên anh em không lo, anh em không yên tâm, cứ tìm, mình tìm khi nào ra thôi. Đấy là cái cách thứ hai, đấy là Google thần trưởng. Thì thông thường mình khi mà mình đi tìm cái gì mình hay tìm Google thần trưởng, bởi vì mình sẽ đến tận nơi mình xem sản phẩm ok thì mình ôm hàng, còn không thì thôi. Đấy. Đấy là cái cách thứ hai. Rồi cách thứ ba là xem nhập trực tiếp qua 1688 tao bao. Anh em nào chưa biết 1688 là tao bao gì thì anh em liên hệ với mình nhé. Chưa biết cách nhập hàng từ Trung Quốc về thì anh em liên hệ với mình sẽ chia sẻ, mình sẽ hướng dẫn, sẽ cung cấp cho anh em những cái đơn vị mà chuyên nhập những cái sản phẩm này, những cái đơn vị uy tín cung cấp cho anh em. Mình sẽ không có làm màu, làm mè, làm lời, làm lãi gì ở đây hết. Đấy. Thì anh em vào những cái trang như này, ví dụ 1688 này. 1688 là trang chuyên về bán sỉ nhá, phụ kiện điện thoại thì nó có phải nói hàng nghìn tỷ cái sản phẩm chứ không phải là 1 tỷ sản phẩm. Thì ở trang Taobao này thì trang bán lẻ, nhưng mà sản phẩm ở trang này thì nó khá là chất lượng, anh em có thể lên, anh em canh sale để mình nhập về mình bán.
Thì đây là hai cái kênh cung cấp, đa phần là cung cấp cái nguồn hàng cho anh em bán hàng online ở Việt Nam. Cái tỷ lệ mà nhập hàng ở đây là mình thấy rất là cao, thì đa phần anh em nhập ở đây. Thì những anh em mới thì có thể vào tham khảo tìm cái nguồn hàng. Thì cái cách tìm nó đơn giản thôi, thì cái kênh này kênh tiếng Trung thì anh em sử dụng cái công cụ ví dụ như là Google Dịch này. Google Dịch này anh em dịch ra tiếng từ tiếng Việt ra tiếng Trung, ví dụ mình dịch cái từ phụ kiện điện thoại ra, xong rồi mình paste lên những cái ô tìm kiếm này, mình tìm kiếm thôi, không có cái gì hết. Ví dụ như là mình tìm kiếm iPhone chẳng hạn, tìm kiếm bằng tiếng Anh cũng được, nhưng tìm kiếm những cái tên thương hiệu nó cũng ra. Thì iPhone thì anh em sẽ thấy nó ra những cái phụ kiện, ví dụ như là những cái sửa iPhone, những cái kiểu các cái kiểu khay xiêm các thứ linh tinh các thứ hết. Đấy là những cái loại phụ kiện đấy, nếu mà anh em nào bán hoặc sửa thì nó sẽ rất phù hợp đấy. Anh em có thể lên đây tìm, tìm xong rồi thì sao, tìm xong rồi thì anh em sẽ liên hệ đi, anh em sẽ tìm những cái đơn vị mà chuyên đi mua cái hàng này. Nếu mà anh em không biết mua hàng trên này thì mình sẽ tìm những cái đơn vị chuyên mua cái sản phẩm này, sau đấy là chuyển về Việt Nam cho mình. Thì nếu mà anh em nào có gặp khó khăn trong vấn đề đấy thì liên hệ, mình sẽ chia sẻ với anh em những cái đơn vị uy tín chuyên hỗ trợ anh em về mấy cái này nha. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ với anh em xong cái quy trình, đấy là xác định cái sản phẩm phù hợp để bán trên Lazada, và cũng giúp chia sẻ với anh em cái cách để mà đi tìm cái nguồn hàng, tìm cái nguồn hàng ở ở đâu, tìm như thế nào thì mình đã chia sẻ rồi. Thì nếu mà xem cái nếu mà anh em còn cái gì thắc mắc cần phải chia sẻ thì anh em có thể là comment ở bên dưới video, mình sẽ chia sẻ cụ thể cho anh em. Và hy vọng rằng là với cái video này sẽ giúp cho anh em xác định được cái nguồn hàng để mà mình bắt đầu đi xây dựng những cái thương hiệu của mình, thương hiệu về xây dựng cái shop của mình bán hàng trên Lazada cho nó hiệu quả. Ở trong cái phần này ấy, mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách làm thế nào để mà tối ưu cái cửa hàng của mình ở trên Lazada, cũng như là chia sẻ với anh em cách để mà tối ưu cái sản phẩm của anh em, giúp cho cái sản phẩm của anh em có thể đạt được cái điểm tối đa, tức là 100 điểm của Lazada. Thì cái ưu điểm khi mà anh em tối ưu sản phẩm đấy là anh em tối ưu hết tất cả những cái thông tin để đạt những cái yêu cầu của Lazada, thì cái sản phẩm của anh em ngay lập tức khi mà đăng lên phát là được Lazada nó duyệt sản phẩm ngay, và cái sản phẩm đấy nó sẽ hiển thị ngay lập tức ở trên cái trang tìm kiếm của người dùng hoặc trên cái trang Lazada. Nó sẽ khác với một số cái hệ thống thương mại điện tử khác thì thông thường nó sẽ duyệt tự động, nhưng mà Lazada thì nó duyệt dựa vào các cái chỉ số, tức là khi mà mình không cái sản phẩm của mình không đáp ứng được các cái chỉ số của Lazada thì sản phẩm của anh em sẽ không bao giờ hiển thị trên cái hệ thống của Lazada. Cho nên mình phải tối ưu sản phẩm làm sao để cho nó đáp ứng được những cái điều kiện của Lazada để nó sản phẩm nó hiển thị. Cái thứ hai đấy là làm sao để mà tối ưu cái sản phẩm của anh em, giúp cái sản phẩm của anh em có cái cơ hội xuất hiện ở trên Google. Thì bây giờ mình sẽ đi làm cái việc đầu tiên, đấy là sẽ giúp anh em đi tối ưu cái cửa hàng. Bởi vì khi mà một cái cửa hàng, một cái shop mà mình mới tạo trên một cái hệ thống thương mại điện tử thì nó chưa có một cái gì hết, và bây giờ mình phải bắt tay vào mình xây dựng. Thì trước khi mà bắt tay vào xây dựng thì mình sẽ chia sẻ một chút về cái đăng ký tài khoản. Thì nếu anh em nào chưa đăng ký thì anh em phải đăng ký một cái tài khoản của Lazada, thì anh em chuẩn bị cho mình tài khoản email này, thông tin địa chỉ này, địa chỉ ví dụ như là kho hàng của anh em này, rồi thông tin về cái chứng minh nhân dân chụp sẵn ở trong điện thoại này để anh em đăng ký và anh em úp nó lên. Thì hiện tại Lazada hỗ trợ 3 hình thức nhà bán hàng. Một là Lazada Mail thì dành cho những cái nhà bán hàng mà sở hữu một cái thương hiệu nào đấy, hoặc anh em nếu mà anh em đại diện một cái thương hiệu nào đấy ở Việt Nam thì anh em có thể đăng ký Lazada Mail để anh em bán. Rồi cái hình thức thứ hai đấy là dành cho anh em chính là những cái nhà bán hàng trong nước, rồi những cái công ty bán lẻ, thì anh em sẽ đăng ký cái loại hình nhà bán hàng trong nước. Và cái nhà bán hàng nước ngoài này thì dành cho những cái ông ở bên Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản bán hàng sang Việt Nam thông qua cái kênh Lazada. Đấy thì đây là có 3 cái nhà bán hàng, thì anh em sẽ đăng ký, anh em sẽ vào anh em đăng ký cái này. Thì cái quy trình đăng ký thì mình sẽ không chia sẻ nhiều vì cái này Lazada nó hướng dẫn rất là nhiều. Nếu anh em nào mà chưa 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 biết cách đăng ký thì anh em truy cập vào cái trang Univision này, Univision, hoặc là anh em lên trên Google thần trưởng ấy, anh em gõ học viện Lazada thì nó sẽ hướng dẫn cho anh em. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào trong cái hệ thống, mình đi vào trong Lazada Seller Center để mình chia sẻ với anh em cái cách để mà tối ưu cái cửa hàng nha.
Rất tiếc thì mình có một cái cửa hàng đã được tối ưu rồi, đáng ra là mình bây giờ mình có để chia sẻ với anh em, nhưng do trục trặc về cái vấn đề đối soát nên thằng Lazada nó đã khóa cái tài khoản này của mình. Bây giờ mình phải tạo một cái tài khoản hoàn toàn mới để chia sẻ với anh em. Đây là một cái trang quản lý của người bán nhé. Đây là trang quản lý của người bán, Seller Center. Thì với cái kênh này thì hiện tại được Lazada tối ưu lại rất là nhiều so với cách đây một năm, thì mình thấy hiện tại cái điều hướng menu điều hướng của nó sắp xếp khá là ổn. So với trước đây thì Lazada hiện tại đã ngon hơn rất là nhiều. Đấy, anh em nào mà chưa bán trên Lazada thì anh em thử nhé, vì mình thấy hiện tại Lazada tối ưu mọi thứ rất là tốt, đang trong cái cuộc chạy đua với lại Shopee đấy. Đây là những cái menu điều hướng để giúp cho anh em quản lý này, quản lý đơn hàng của anh em này. Trong cái phần quản lý này thì mình sẽ thấy là quản lý sản phẩm, bao gồm thêm sản phẩm này, chỉnh sửa này, quản lý đa phương tiện, tức là tất cả những cái hình ảnh này, hình ảnh và cái nội dung anh em tải lên thì anh em sẽ quản lý trong phần đa phương tiện. Rồi có những cái banner của sản phẩm này, tất cả anh em đều quản lý. Lazada nó có một cái hay như này, anh em tải lên cái gì thì nó sẽ lưu hết ở trong cái phần đa phương tiện và trong cái phần quản lý này, tức là khi mình cần thì mình có thể dùng lại, chứ không giống như những cái kênh bán hàng khác là anh em tải lên sản phẩm hay hình ảnh lên, mỗi một lần anh em chỉnh sửa là anh em phải tải mới nhé. Lazada nó sẽ lưu lại thông tin này của anh em. Hai là anh em sẽ quản lý đơn hàng này, đơn hàng trong cái phần đơn hàng và đánh giá này, quản lý đơn hàng này, đơn hàng đổi trả này, quản lý khách hàng đánh giá này, rồi sẽ vào cái phần truy cập này để đẩy sản phẩm này, đăng dạo này, rồi like này, đấy thì anh em chạy quảng cáo các kiểu này, rồi phần khuyến mãi này thì anh em vào để tạo những cái mã khuyến mãi để tăng cái độ uy tín cho cái sản phẩm với cửa hàng của mình này. Rồi cái phần thiết kế gian hàng này cũng là phần rất là quan trọng mà mình sẽ chia sẻ trong cái phần video hôm nay, sẽ giúp anh em thiết kế và tối ưu cái cửa hàng của mình, những cái gì mà mình cần cần thì mình sẽ chia sẻ luôn. Cái trung tâm phát triển này là cái trung tâm của Lazada, mình sẽ vào đây để tham gia các cái chương trình của Lazada này. Phần phân tích này thì sẽ là anh em vào khi mà anh em có các cái chỉ số bán hàng rồi thì mình sẽ vào cái phần phân tích này để mà mình phân tích những cái chỉ số, ví dụ như là bán hàng hoàn các kiểu. Thực chất ra thì cái phần đấy, cái hiệu quả vận hành thì Lazada nó cũng nó để ngay ở cái trang trang chủ, cái trang quản lý Seller Center này rồi, anh em có thể xem ở cái trang này, nhưng mà trong cái phần phân tích này thì nó sẽ chi tiết hơn. Tài chính thì giúp cho anh em kiểm soát tài chính, ví dụ tiền của mình về tài khoản sau kê như thế nào thì anh em sẽ kiểm tra trong phần tài chính nhé. Quan trọng với anh em mới chính là cái học viện Lazada này. Cái học viện Lazada này cho phép anh em tức là học từ cơ bản đến nâng cao. Đa phần là những cái video chủ yếu là chia sẻ về hệ thống Lazada như thế nào, tức là vận hành cái hệ thống như thế nào, đăng sản phẩm như thế nào. Đấy thì trong này Lazada chia sẻ hết rồi. Đấy thì mình sẽ chủ yếu tập trung chia sẻ với anh em những cái mà Lazada cơ bản nó chưa chia sẻ thôi. Đấy là gì? Khi mà anh em mới tạo một cái shop mới, tức là cái shop mới của anh em mới tạo đúng không? Nó chưa có một cái gì hết. Đây, ví dụ cái shop này mình mới tạo chưa có một cái gì hết. Ngoài một cái mã khuyến mãi mình mới tạo thì cái shop này mình chưa làm một cái gì hết. Thì việc đầu tiên của anh em đấy là phải xây dựng cái shop của mình cho nó cuốn thu hút người dùng đấy, và nó cuốn hút hơn, nó hấp dẫn hơn và nó mang đậm tính chất thương hiệu của mình hơn. Tức là khi mà anh em tạo shop ấy, cái tên shop này nó rất quan trọng. Tên shop như ví dụ anh em bán ngành hàng như thế nào thì anh em sẽ tạo cái tên shop như vậy. Ví dụ anh em bán thời trang thì anh em sẽ tạo những cái shop mang tính chất là thời trang. Còn anh em bán những cái ngành hàng, ví dụ như anh em bán những cái ngành hàng hàng điện tử thì anh em sẽ tạo những cái tên shop mang tính chất điện tử, ví dụ như là thế giới phụ kiện 24 giờ này chẳng hạn, hoặc là phụ kiện giá rẻ này. Đấy là những cái tên thương hiệu mà nó sẽ gắn bó với anh em rất là lâu dài. Tại sao mình phải tạo như vậy? Bởi vì khi anh em xây dựng thương hiệu, anh em xây dựng cái cửa hàng, anh em mong muốn điều gì? Đấy là mong muốn khách hàng sẽ quay trở lại để sử dụng cái sản phẩm của mình. Đấy, những cái mong muốn mà khi mà anh em tại sao mà phải xây dựng. Tại sao phải xây dựng thương hiệu? Thì thứ nhất ấy, là giúp cho anh em bán được nhiều. Trước hết là giúp khách hàng tin tưởng.
cái shop của anh em khi mà mới tạo ra thì hầu hết các khách hàng khi họ vào họ thấy anh em, rất nhiều anh em khi mà tạo cái shop xong anh em đang bán hàng luôn, thậm chí anh em không không ra để anh em quan tâm xem là cái shop của mình nó được thiết kế giao diện nó như thế nào, nó có những cái gì mà chưa ổn, thì rất nhiều anh em không có quan tâm đến cái vấn đề đấy. Cho nên mình rất nhấn mạnh, với anh em trong cái phần này đấy là anh em việc đầu tiên khi mà anh em làm quen với một cái hệ thống thương mại điện tử đấy, thì anh em nên làm quen với cái việc đấy là giao diện của shop, giao diện quản lý bán hàng, tất cả mọi thứ anh em hãy dành ra khoảng 1-2 ngày gì đấy để mình làm quen với cái hệ thống và mình xây dựng cái shop của mình cho nó chuẩn. Shop của anh em thì phải, tất nhiên là phải mang đậm tính chất của anh em rồi. Ví dụ mình bán phụ kiện thì shop mình phải là cái thương hiệu của mình là phải nhắc nhiều đến phụ kiện để khách hàng làm gì. Thứ nhất khách hàng sẽ tin tưởng hơn, vì không ai đi vào một cái shop thời trang để mua phụ kiện điện thoại cả, anh em phải hiểu cái đấy. Cái vấn đề thứ hai là gì? Sẽ giúp cho khách hàng nhớ đến shop. Tức là họ có thể mua một lần vô tình mà họ thấy giá rẻ, họ cũng có thể mua một lần rồi, nhưng mà lần sau họ muốn mua ấy, thì họ có thể là không nhớ là cái shop trước kia mình mua tên gì nữa. Thì anh em phải đặt ví dụ như là phụ kiện 24 giờ chẳng hạn, khi mà họ làm sao, anh em phải làm sao để khi khách hàng nhớ đến mua phụ kiện thì khách hàng sẽ nhớ đến phụ kiện 24 giờ. Khi khách hàng mua thời trang thì khách hàng phải nhớ đến Pasido shop chẳng hạn như vậy. Thì mình phải đặt những cái tên shop như thế nào để cho khách hàng dễ nhớ và dễ đi vào tiềm thức khách hàng hơn. Thì đây là những cái việc làm nó rất là hiệu quả khi mà anh em kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Vì có những anh em để ý này, anh em lướt ở trên Shopee, Lazada, Tiki hay các cái kênh. Tiki thì mình không nói vì cái quá trình xây dựng shop trên Tiki nó không mình tùy biến không có được nhiều. Chủ yếu là mình sẽ chia sẻ nhiều ở Lazada và Tiki thì nó cho phép mình tùy biến nhiều hơn, tùy biến cái shop mình nhiều hơn, trang trí nhiều hơn, xây dựng mang tính chất đậm chất thương hiệu cá nhân nhiều hơn, cho nên mình có khả năng là biến đổi những cái shop, những cái cửa hàng trên những cái trang thương mại điện tử này thành những cái cửa hàng cá nhân của mình, mang đậm chất thương hiệu của mình, giúp cho khách hàng tin tưởng mình hơn. Đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là giúp cho khách hàng nhớ đến shop, tức là nhớ đến cái cửa hàng của mình. Khi họ nghĩ ra họ mua phụ kiện thì họ sẽ nhớ đến cái trang phụ kiện của anh em, là ví dụ như em đặt là phụ kiện 24 giờ thì họ sẽ đi tìm cái trang phụ kiện 24 giờ họ sẽ đi tìm lại những cái đơn hàng cũ để họ mua hàng. Đấy thì đấy là việc mà anh em cần phải xây dựng cái thương hiệu. Đấy thì thương hiệu ở đây thì anh em sẽ vào cái phần này, phần thông tin này, phần thông tin shop này, phần tên hiển thị này, cho phép anh em đặt cái tên hiển thị cho shop này. Ví dụ ở đây mình muốn là viết đấy, mình đổi Pasido shop thành store tiếng Anh chẳng hạn. Đấy thì mình anh em có thể đổi tùy biến cái này được. Rồi tên gian hàng, cái này thật ra là một gian hàng mình đã đặt là Pasido store rồi, nhưng hiện tại là bên Lazada nó đang do đối soát nó bị có vấn đề, cho nên nó đang chặn cái gian hàng của mình. Hiện tại thì mình không đặt được cái tên này nữa. Đấy thôi, mình sẽ để cái tên cũ. Sau đấy anh em sẽ cập nhật hết những cái thông tin nhé. Anh em nhớ mới đầu thì anh em cập nhật hết những cái thông tin, ví dụ như địa chỉ kho hàng này, tài khoản ngân hàng. Tài khoản ngân hàng này là lúc mà khi mà anh em có đơn hàng ấy, thì anh em sẽ vào Lazada sẽ tự động chuyển đối soát về cho anh em thông qua cái tài khoản ngân hàng này. Rồi anh em sẽ cập nhật hết những cái thông tin đấy trước khi mà mình bán hàng. Rồi anh em nhớ là tải cái logo cửa hàng lên này. Đấy thì sẽ giúp cho cái shop của mình khi mà mình vào mình quản lý mình cũng cảm thấy là ok hơn nữa. Thì anh em nên cập nhật hết tất cả những cái thông tin của shop, giúp cho cái shop của mình nó được tối ưu nha. Rồi sau khi mà anh em cập nhật hết thông tin đúng không, anh em đi tham quan hết gian hàng các kiểu, anh em hiểu rõ về cái hệ thống seller center, tức là cái hệ thống quản lý người bán của người bán ở trên Lazada rồi. Cái việc vô cùng quan trọng tiếp theo đấy là anh em sẽ thấy cái shop của mình nó đang quá đơn sơ, nó chưa có một cái thông tin gì cả. Bây giờ việc của mình đấy là gì? Việc của mình đấy là mình sẽ phải đi tối ưu cái shop. Tối ưu cái shop làm sao cho cái shop mang đậm tính chất thương hiệu của mình, và giúp cho khách hàng khi mà họ vào, họ truy cập và họ mua hàng, thứ nhất là họ sẽ thấy cái shop mình được đầu tư bài bản, shop mình ok, họ sẽ đưa ra cái quyết định mua hàng hơn. Cái thứ hai ấy, là giúp cho việc gì? Giúp cho khách hàng họ nhớ tới mình hơn khi mà họ có nhu cầu họ mua một cái sản phẩm nào đấy. Thì anh em phải tối ưu mang đậm tính chất cá nhân, tức là họ Lazada họ cho phép người dùng tối đa cái giao diện người bán, tức là cái kênh shop này. Đây là cái kênh shop của người bán này, tức là
cái đường dẫn này anh em có thể lazada.vn sạc shop, sạc cái tên shop của anh em nó sẽ nằm như thế này đấy. Thì khi mà anh em tạo tên shop thì mỗi một gian hàng nó sẽ có một cái đường link tên shop như này, thì anh em có thể vào anh em xem cái shop, cái shop sơ khai của mình như thế này mà khách hàng họ truy cập vào tất nhiên họ rất là chán, cho nên mình phải đi xây dựng nó. Thì anh em vào trong cái phần thiết kế gian hàng này đấy, anh em vào trong cái phần thiết kế gian hàng này để mà mình xây dựng nhá. Thì thông thường ấy là anh em sẽ tạo những cái phiên bản mới. Tức là gì? Tức là đây là cái phiên bản mặc định của Lazada là nó chỉ có như vậy thôi này. Chẳng hạn, đấy, cái mã giảm giá này là mình tự tạo nhé, chứ không phải Lazada nó tạo đâu. Rồi, cái giao diện cơ bản của Lazada thì nó chẳng có cái gì hết. Nói chung là nó không có gì hết. Việc quan trọng bây giờ là anh em phải tạo ra một cái shop làm sao cho nó thu hút. Đấy, thì mình sẽ tạo những cái phiên bản mới. Ví dụ phiên bản mình mới tạo ở đây là phiên bản Pasido Store này. Anh em có thể bấm vào đây để tạo một cái phiên bản mới. Đấy, anh em tạo một cái phiên bản mới, sau đấy mình sẽ từ cái phiên bản này thì Lazada nó cũng sẽ là từ cái phiên bản mẫu mà nó tạo cho anh em, thì anh em sẽ vào anh em chỉnh sửa. Mình sẽ thiết kế lại cái shop của mình. Đấy, ví dụ như là ở đây là phiếu mã giảm giá thì anh em thấy ở đây là nó hiển thị cái phiếu mã giảm giá này. Thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái cách tạo phiếu mã giảm giá sau nhé. Bây giờ sẽ tập trung chủ yếu là đi thiết kế cái shop lại, thiết kế như thế nào. Đấy, thì ở bên này anh em thấy là mẫu trang này. Đấy, có các cái loại mẫu trang anh em có thể là sử dụng những cái mẫu có sẵn của Lazada để anh em thiết kế này, dùng thử này. Đấy, có rất là nhiều những cái loại mẫu mẫu mà Lazada thiết kế sẵn cho anh em rồi. Đấy, thì anh em ví dụ như mình có thể dùng thử những cái mẫu như thế này. Đấy, anh em thấy đấy, mình có thể dùng thử những cái mẫu như thế này. Đấy, sau khi mà anh em chọn những cái mẫu như này rồi thì anh em sẽ bấm cập nhật ở dưới này để cập nhật dưới này để cho nó lưu lại nhá. Nhưng mà ở đây bây giờ mình muốn chia sẻ với anh em đấy là để làm sao để sửa hết những cái hình ảnh này thành cái hình ảnh của mình. Thì như thế này, anh em sẽ nhấp chuột phải vào đây đúng không, sau đấy anh em sẽ ở bên này anh em sẽ sửa thông tin ở bên này, anh em upload các kiểu ở bên này, hoặc anh em cũng có thể xóa đi. Đấy, bây giờ ví dụ như mình xóa cái này đi, mình sẽ muốn xuất hiện một banner thôi chẳng hạn ở đây, thì mình sẽ bỏ cái banner của mình vào đây. Đấy, mình sẽ úp hình ảnh lên của mình lên. Đó, anh em thấy không? Rồi ví dụ như là cái phần mà phần đây này, phần bên trên của shop này, cái hình ảnh này là cũng là hình ảnh mình tải lên nhé. Khi mà mình tạo cái shop thì mình tải lên của Lazada, nó chỉ là một màu của Lazada thôi, nó không có cái gì hết. Việc quan trọng mình bây giờ mình sẽ tối ưu lại, mang đậm tính chất thương hiệu của mình. Vì Pasido nó là màu cam thì tất cả mọi thứ hình ảnh các kiểu mình sẽ tối ưu, mình thay đổi nó theo cái mục đích của mình. Đấy. Anh em phải làm như thế này giúp cho cái việc nhận diện thương hiệu, nhận diện cái cửa hàng của anh em trên cái hệ thống thương mại điện tử nó tốt hơn. Tức là và cái khách hàng vào xem cái shop của anh em thì khách hàng sẽ thấy là cái shop của mình nó hấp dẫn hơn, được thiết kế rất là bắt mắt. Đấy, thì họ sẽ dừng lại để họ xem. Rồi sau khi mà mình đăng tải thành công rồi thì mình có thể ra ngoài trang bên ngoài để mình xem đấy. Trang của anh em đã được cập nhật lại này. Còn tất nhiên là những cái thông tin ở bên dưới nó chưa cập nhật vì anh em phải chờ trong khoảng tầm chờ một thời gian, có khi 15, 20 phút, 30 phút gì đấy thì nó mới cập nhật những cái tính năng, ví dụ như những cái banner hình ảnh các kiểu này. Lazada nó cập nhật hơi chậm một chút thì nó mới cập nhật mình cái top trên này thôi. Đấy. Rồi cái phần tất cả mọi phần này, tất cả mọi cái giao diện ở trên này anh em đều có thể xóa đi, nút xóa này anh em có thể xóa đi, anh em kéo từ bên này anh em thêm, tức là cái này là một cái kiểu dạng như kéo thả. Anh em thích cái gì thì anh em không thích thì anh em xóa đi, anh em thích thì anh em kéo, anh em bỏ vào, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Đó, rồi anh em có thể nhấp trực tiếp vào để anh em chỉnh sửa, đăng tải những cái thông tin chỉnh sửa vào ở bên này. Đó, rất là dễ. Thì để mà làm cái việc này nhá, anh em phải chuẩn bị, tức là mình phải chuẩn bị trước. Thiết kế shop ấy, để mà thiết kế cửa hàng nhé, anh em phải chuẩn bị một cái kho ảnh khổng lồ.
anh em phải chuẩn bị một cái kho ảnh, mà cái kho ảnh này nó phải liên quan đến cái sản phẩm, cái shop của anh em nhé, để mình đăng lên trên này nhé, chứ không phải là ảnh tào lao bị đau rồi anh em phải làm những cái video video quay về sản phẩm đấy. Để làm gì? Để anh em úp lên trên này, giúp cho cái cửa hàng của anh em nó tăng cái độ uy tín của cửa hàng, cũng như là nó thu hút khách hàng hơn đấy. Tăng độ uy tín là tăng độ uy tín với cái bộ máy tìm kiếm của thằng Lazada nhé, còn tăng cái độ thu hút là đối với khách hàng nó vào xem cái shop của mình thì nó thấy là gì, nó thấy là cái shop của anh em được thiết kế rất là đẹp, sản phẩm thì cũng ok các kiểu, thì nó sẽ dừng lại và nó xem mà nó mua hàng. Còn tăng cái độ mà độ uy tín, tức là cái shop của anh em khi mà mới tạo ra như thế này, shop chưa có một cái gì hết đúng không, thì rất khó để những cái sản phẩm của anh em, những cái shop của anh em xuất hiện trên những cái kết quả tìm kiếm của Lazada đấy, chưa nói là kết quả tìm kiếm của Google, mà trước hết là kết quả tìm kiếm của Lazada này đối với những shop mới là gần như bằng không. Cho nên anh em phải thiết kế lại, anh em phải đầu tư thời gian, anh em làm thương hiệu cho cái shop thì nó mới có cơ hội, thì những cái sản phẩm của anh em mới có cái cơ hội để xuất hiện trên cái trang tìm kiếm khi mà người dùng họ vào đây họ tìm kiếm đấy. Đấy thì tất cả mọi thứ anh em đều có thể tùy biến lại theo cái ý của mình. Thì ở đây để mà làm lại một cái shop thì nó rất mất rất là nhiều thời gian, hôm nào mình sẽ làm lại hết rồi mình sẽ show cho anh em xem, thì mình sẽ chỉ chia sẻ để cho anh em biết cách như thế nào để anh em tối ưu theo cái mục đích của mình thôi. Đây mình có thể load lại xem là nó đã cập nhật chưa, nó vẫn chưa cập nhật cái banner khi nãy nữa. Phải chờ 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 khoảng tầm 15 20 phút gì đấy thì nó mới cập nhật cái banner này lên, cập nhật cái giao diện mới này lên. Đây, đấy anh em thấy là anh em vừa mới tạo ra một cái shop như thế này. Đấy, với những cái giao diện là mình mới thay đổi một chút này, cái sản phẩm mà mình mới đăng có một sản phẩm nó mới hiển thị ở trên này. Đấy, thì anh em có thể vào trong này để tối ưu để chỉnh sửa lại cái giao diện của shop. À, xây dựng những cái cửa hàng cho nó mang đậm tính chất thương hiệu của anh em, để giúp cho cái cửa hàng của anh em nó sẽ uy tín, tức là nó tăng cái độ chớt trong cái kết quả tìm kiếm của Lazada, nó tăng cái sự thu hút khi mà khách hàng truy cập vào shop. Đấy là cái việc thứ nhất anh em phải làm trong cái quá trình mà xây dựng cái shop bán hàng. Cái việc thứ hai ấy, việc thứ hai là một việc rất là quan trọng, đấy là việc mình sẽ chia sẻ với anh em để đi tạo những cái sản phẩm làm sao cho nó chuẩn. Nó chuẩn ở đây là nó có hai cái chuẩn, một là cái chuẩn với Lazada, thì chuẩn của Lazada là anh em phải đạt được 100 điểm. Còn cái chuẩn thứ hai ấy là chuẩn đối với lại hệ thống tìm kiếm của Google, tức là Lazada nó tối ưu chuẩn SEO rất là tốt, những cái sản phẩm anh em đăng trên này cái cơ hội để mà xuất hiện trên Google rất là cao, và mình có rất là nhiều cái khả năng để mình bán được hàng khi mà khách hàng tìm kiếm từ Google. Cho nên bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách để mà làm sao để tối ưu cái sản phẩm. Rồi bây giờ sẽ đi vào trực tiếp vào để chia sẻ về cái cách để tạo những cái sản phẩm và tối ưu sản phẩm nha. Thì cái việc tạo tối ưu sản phẩm trên này nó rất là quan trọng. Đây anh em thấy ngay đầu tiên Lazada nó để ngay đầu tiên ở trong cái menu điều hướng này. Anh em thấy này, đây là phần sản phẩm này. Anh em có thể vào quản lý sản phẩm hoặc thêm sản phẩm mới này. Ở đây mình sẽ bấm vào thêm sản phẩm mới nhé, để chia sẻ với anh em cái cách tạo sản phẩm làm sao để nó tối ưu theo cái điểm 100 của Lazada nhé. Sau khi mà anh em tạo sản phẩm thì anh em sẽ thấy cái phần ở dưới này này, content show này, Lazada nó sẽ để điểm này, bây giờ là bắt đầu 0 điểm này, đến 100 điểm này. Đấy, khi mà anh em tạo một cái sản phẩm mà đáp ứng đủ 100 điểm thì Lazada nó sẽ duyệt ngay, và sản phẩm của anh em sẽ ngay lập tức hiển thị trên cái hệ thống của Lazada. Rồi anh em có thể để tên sản phẩm. Anh em phải tối ưu cái tên sản phẩm này làm sao trên cái hệ thống thương mại điện tử để khi mà khách hàng họ tìm kiếm trên Lazada hay Google nó đều hiển thị ra anh em nhé. Thì theo như cái cấu trúc mà mình chia sẻ với anh em đấy là mình sẽ đặt cái tên bao gồm là gì? Cái thông điệp sản phẩm, cái tên của sản phẩm và cái tên của shop mình, tức là nó sẽ nằm ở phía đằng sau. Ví dụ như này. Đấy, tên đằng sau của mình là Pasido Shop. Đấy. Thì anh em nên để cái tên tiền tố, ví dụ như anh em là ví dụ như phụ kiện 24 giờ. Tại sao mình phải để như vậy? Bởi vì khách hàng có đôi lúc họ không nhớ cái sản phẩm này họ mua ở đâu, họ sẽ lên Google họ gõ là phụ, ví dụ như phụ kiện
24 giờ, đúng không? Ví dụ họ còn giữ lại cái hóa đơn chẳng hạn, hay là họ giữ họ còn nhớ lại cái tên là phụ kiện 24 giờ này, thì họ sẽ lên lên trên này, họ trên lên trên Google, họ gõ, họ tìm, thì cái cơ hội xuất hiện của những cái sản phẩm anh em ở trên Google nó sẽ là rất là cao. Cho nên anh em nên để cái phần này đằng sau nhé. Thì thông thường những thời sản phẩm thời trang thì nó không cần, nhưng mà những cái sản phẩm mà điện tử nhá, đồ tiêu dùng nhá, hàng điện thoại nhá, rồi những cái mặt hàng liên quan đến giá trị ấy, thì anh em nên để cái tên thương hiệu của anh em ở đằng sau đấy, giúp cho cái việc nhận diện thương hiệu của khách hàng nó sẽ tốt hơn. Đây là một cái yêu cầu của mình, phải phải yêu cầu tất cả anh em cần phải tối ưu khi mà đặt tên sản phẩm, đặc biệt là những cái sản phẩm giá trị cao nhé, thì mình nên để cái tên tên sản phẩm của mình, cái tên thương hiệu của mình, tên shop của mình ngay ở phía sau cái tiền tố về cái sản phẩm này này, anh em phải để tên ở phía sau. Còn đối với những sản phẩm thời trang thì không cần, vì thời trang thì khách hàng rất ít khi mà khách hàng, vì thời trang là một cái dạng sản phẩm mà có cái nhu cầu tức thời, tức là họ mua mua ví dụ họ nhìn thấy sản phẩm họ thấy ok họ mua ngay. Còn những cái sản phẩm khác thì khi nào có nhu cầu thì họ mới đi tìm họ mua. Thì đấy là hai cái hành vi của người dùng, hai hành vi khác nhau. Anh em phải hiểu được hành vi của người dùng để làm sao mình đặt cái tên cho nó phù hợp nha. Thì ở đây mình sẽ chọn ngành hàng. Mình không thích Lazada một cái là các cái ngành hàng để rất là lộn xộn. Mỗi khi mà đi tìm các cái ngành hàng rất là bực mình. Rồi mình sẽ chọn cái ngành hàng. Đấy. Rồi anh em, cái này là cái video này, mình khuyên anh chia sẻ với anh em là mình nên nên tải một cái video lên. Đấy. Nên tải một cái video lên để mà làm, để mà giúp cho cái sản phẩm của anh em nó hấp dẫn hơn, thì mình nên tải một cái video lên. Đấy, anh em nên tải một cái video lên để mà trang trí cho cái sản phẩm của mình. Anh em chờ một chút thì Lazada nó sẽ duyệt cái video của anh em xem có nên cho xuất hiện hay không. Rồi bây giờ mình sẽ đi hoàn thiện những cái thông tin này, thì thương hiệu rồi các kiểu thì cái này thì chắc anh em biết hết rồi. Không cần phải chia sẻ nhiều đúng không? Mình sẽ thao tác nhanh thôi chứ cũng không 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 cần phải tập trung vào quá nhiều vào cái này. Đấy. Cái phần mô tả này, cái phần mô tả sản phẩm này là phần rất quan trọng này. Tức là phần vừa là khách hàng nhìn thấy, cũng giống như là cái phần mà anh em cái sản phẩm của mình có cái cơ hội để mà xuất hiện ở trên xuất hiện ở trên 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 Google, thì cái này anh em nên tối ưu nhá. Mình nên sửa chỉnh sửa sản phẩm, chỉnh sửa cái anh em nên chỉnh sửa cái thông tin của sản phẩm này. Sau đấy anh em lưu lại, sau đấy khi nào mà mình cần dùng ấy thì mình sẽ copy mình paste vào đây mình chỉnh sửa lại. Hoặc là anh em có thể là thiết kế những cái giao diện riêng cho sản phẩm của mình, cho cái chi tiết sản phẩm của mình thông qua cái việc là nhà code ở trong này. Thì nếu mà anh em nào biết làm thì anh em có thể là làm anh em code những cái giao diện cho cái trang sản phẩm của mình. Tất cả mọi cái content anh em copy ở đây thì nó sẽ chuyển về cái Lazada, nó tự động nó xóa cái text ID, nó chuyển về trạng thái mặc định nha, anh em phải chỉnh sửa lại một chút.
Đấy. Thì anh em lưu ý như thế này, ở trong cái phần nội dung content ở dưới này thì anh em cũng nên là để cái tên thương hiệu của mình. Ví dụ như là ở trong này sẽ là ưu điểm của áo thun. Tức là mình sẽ chứa những cái từ khóa đúng không? Mình sẽ chứa những cái từ khóa mà liên quan đến cái sản phẩm của mình. Áo thun nam cô tông. Áo thun nam cốt tông, và nếu mà cái sản phẩm của anh em bán ấy, là những cái sản phẩm phụ kiện, những cái sản phẩm liên quan đến những cái ngành hàng giá trị thì anh em nên đưa cái tên shop của mình vào đây. Ví dụ như áo thun nam cốt tông của Pasido shop chẳng hạn, Pasido chờ to chẳng hạn. Đấy, thì khi mà khách hàng lên, khách hàng gõ trên Google, khách hàng họ gõ cái tên thương hiệu của mình, ví dụ như là Pasido Store hoặc phụ kiện 24 giờ, thì cái link cái sản phẩm này có cơ hội xuất hiện ở trên cái trang tìm kiếm của Google. Đấy, rất là cao, và cơ hội anh em tiếp cận được cái nguồn khách hàng rất là cao, cho nên mình sẽ phải tối ưu cái nội dung này. Đấy, ok, mình cảm thấy là sau khi mà anh em xong, anh em bấm apply thì của Lazada nó báo anh em là thành công, và cái nội dung của anh em rất là tốt. Rồi cái việc tiếp theo đấy là anh em sẽ chọn những cái nhóm màu trên Lazada, thì ở trên này đa phần mình chia sẻ với anh em là nên chọn cái size theo cái định dạng này. Đấy, thì chọn cái size theo cái định dạng này thì tùy theo từng cái dòng sản phẩm nhé, thì anh em có thể chọn những cái loại size theo cái những cái định dạng khác nhau. Còn ví dụ như là đối với những cái sản phẩm mà linh kiện điện tử các thứ thì nó sẽ không có cái phần này, đây là cái phần thời trang, cho nên mình sẽ chia sẻ nhanh thôi. Cái nhóm màu này thì tùy tùy theo sản phẩm của anh em thì anh em có thể thêm cái nhóm màu vào nhé. Ví dụ ở đây mình sẽ để blue. Anh em lưu ý này, khi mà tải hình ảnh lên đấy thì anh em nên tải tối thiểu là 3 hình ảnh nhé. Ít hình ảnh quá thì cái điểm chất lượng của cái sản phẩm của mình nó không được cao, cho nên anh em nên tải nhiều hình ảnh một chút. Anh em nên tải nhiều hình ảnh một chút thì cái điểm chất lượng của mình nó sẽ tốt hơn. Ở cái phần giá này thì dễ rồi, anh em cứ xét giá cho sản phẩm thôi, mình sẽ xét cái giá đủ nhá, để khi mà mình anh em làm những cái chương trình khuyến mãi thì mình còn còn có cái để mình giảm. Ví dụ giá của mình ở đây là mình sẽ để sản phẩm giá đủ, ví dụ combo 3 áo là 387 ngàn. Sau này anh em tạo những cái chương trình khuyến mãi thì mình sẽ giảm từ cái giá này xuống. Đấy. Cái này là cái mã mã của từng sản phẩm, chẳng qua là anh em nào mà muốn quản lý những cái size này để theo theo những cái mã này, để khi khách hàng mua thì mình biết được là khách hàng lấy cái mã này thì nó thuộc cái size nào, thì anh em tạo ra cái file Excel nhé. Cái này mình sẽ làm nhanh thôi, mình không chia sẻ nhiều về cái phần này đâu. Anh em làm một cái đầu tiên xong anh em có thể sao chép cho những cái còn lại được. Rồi cái phần khối lượng này thì anh em lưu ý khối lượng này là anh em để là theo cái số ký nhé, ví dụ 0,5 kg 3 áo hoặc 0,3 kg 3 áo chẳng hạn. Đấy, kích thước này, kích thước này là kích thước gói hàng. Cái gói hàng sau khi mà mình đóng lại thì nó sẽ kích thước nó bao nhiêu thì anh em sẽ cập nhật vào đây để bên Lazada họ tính cái phí vận chuyển nhé. Đấy, thông thường thì sẽ là 15. Rồi cái này anh em lưu ý cái này, cái phần này anh em phải điền chính xác này, để cái đơn vị vận chuyển nó sẽ tính cái cước cái phí cho anh em khi, cho khách hàng khi mà tạo đơn. Nếu mà anh em để thấp quá ấy, thì có thể là họ sẽ không không lấy đơn hàng, hoặc là họ lấy đơn hàng về xong đấy sẽ phát sinh thêm một cái phí nữa. Còn nếu mà anh em để cái khối lượng cân nặng nặng cao quá thì khách hàng sẽ phải trả ship chết luôn. Đấy, cho nên anh em phải cân nhắc cái vấn đề này. Rồi. À, anh em thấy sau khi mà anh em thêm hết tất cả thông tin vào đây, anh em mới được có 87 điểm trên 100 điểm này, thì Lazada nó sẽ gợi ý cho anh em đấy là nên thêm một hình ảnh vào phần mô tả sản phẩm này để tăng điểm lên này. Thì mình sẽ vào phần mô tả sản phẩm này, phần khi nãy ấy. Đấy, để mà mình thêm một cái sản hình ảnh vào, anh em bấm vào hình ảnh, anh em úp cái hình ảnh lên.
Cái combo của mình là cái combo này, cho nên mình sẽ úp cái hình ảnh này lên. Đấy. Anh em chờ một chút nhé, nó sẽ tải lên này. Rồi anh em thấy bây giờ là đạt 100 trên 100 điểm này. Như vậy là sau khi mà mình sẽ tối ưu được cái nội dung content các kiểu như thế này. Đấy, tối ưu cái nội dung như thế này thì cái điểm này, anh em thấy cái điểm ở trên này nó sẽ đã đạt 100%. Thì cái điểm này khi mà 100 trên 100 có nghĩa là sản phẩm anh em sau khi đăng lên một phát đúng không, là sẽ được Lazada nó duyệt ngay, sẽ hiển thị ngay lập tức, hiển thị ở trên cái trên cái trang của Lazada luôn. Đấy. Thì cái này là mình quên, mình đã đăng một sản phẩm cái này rồi, cho nên mình sẽ bỏ cái này đi, mình đăng cái khác vậy. Đăng cái combo này đi. Thì dữ liệu hình ảnh của mình rất là nhiều, vì cái này mình thông thường mình hay chia sẻ cho mấy anh em. Mình quản lý một số cái đội nhóm bán hàng, cho nên cái dữ liệu hình ảnh của mình rất là nhiều. Đây anh em. Anh em chờ một chút nó tải hết lên, anh em sẽ thấy rằng là điểm sẽ đạt 100 trên 100 điểm này. Những cái sản phẩm như này khi mà anh em đăng lên Lazada sẽ được duyệt ngay lập tức nhé. Rồi sau khi mà mình xem, mình chỉ sửa hết nội dung rồi mình sẽ click, mình sẽ đăng lên. Đấy. Rồi anh em có thể là ra cái trang 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 Lazada của anh em để anh em xem là nãy giờ mình chỉnh sửa cái giao diện này nó đã cập nhật hay chưa nhé. Rồi như vậy thì anh em thấy đấy, shop này nó đã cập nhật lên này, giao diện đã cập nhật, nó cập nhật banner này, nhưng mà chưa có những cái giao diện sản phẩm ở bên dưới. Mình sẽ phải vào mình rồi cái sản phẩm khi nãy thì nó cũng chỉ mới cập nhật một sản phẩm mà mình đăng trước đấy thôi, còn sản phẩm khi nãy thì nó chưa cập nhật. Cái thời gian cập nhật sản phẩm của Lazada nó khá là chậm so với những cái hệ thống thương mại điện tử khác. Đấy cũng là cái điểm mà mình không thích. Tức là sau khi mà mình làm xong, mình chỉnh sửa xong, mình phải chờ khoảng tầm 15-20 phút, nhiều khi 30 phút, hoặc mình phải xóa các kết trình duyệt đi, hoặc là mình truy cập vào một cái trình duyệt mới thì nó mình mới xem được chẳng hạn như vậy. Thông thường thì anh em sau khi anh em cập nhật những cái giao diện này mình phải chờ nhé, chờ đến một thậm chí là đến khoảng 30 phút, một tiếng sau, hoặc là chờ đến từ buổi sáng đến buổi chiều thì anh em mới thấy cái giao diện của mình nó chuyển sang cái giao diện mới. Đấy thì mình phải chờ đợi thôi. Cái này là cái gọi là một cái điểm trừ của Lazada mà mình không thích. Rồi đấy là những cái gì mà mình muốn anh em tối ưu. Đấy là việc đầu tiên sẽ là đi tối ưu cái cửa hàng, đúng không? Mình sẽ phải tối ưu cái cửa hàng. Cửa hàng thì mình sẽ tối ưu mang cái đậm cái tính chất thương hiệu của mình. Mình cập nhật những cái thông tin, ví dụ như cập nhật những cái banner mà liên quan đến sản phẩm của mình ở trên này, giúp cho cái cửa hàng khi mà khách hàng nó truy cập vào ấy, thì nó sẽ cảm thấy thu hút hơn. Thông thường khách hàng mua trên Lazada thì họ có xu hướng là truy cập vào shop để xem những cái sản phẩm khác rất là nhiều, và thông thường là họ mua trên máy tính nhiều hơn, cho nên anh em nên cập nhật và tối ưu cái trang người bán này cho nó tốt. Cái phần thứ hai mình đã chia sẻ với anh em đấy chính là cái việc mà tối ưu cái sản phẩm của anh em làm sao cho nó chuẩn với Lazada và nó chuẩn với Google. Thì còn rất là nhiều thứ mà anh em cần phải tối ưu. Đây là cái anh em có thể vào trong cái phần quản lý sản phẩm, anh em thấy sản phẩm mình vừa đăng một cái là đã được Lazada cho hiển thị ngay này, 100 điểm nội dung này, 100 trên 100 này, và được hiển thị ngay lập tức. Thì anh em có thể vào đây để anh em chỉnh sửa lại những cái nội dung làm sao cho nó tối ưu theo cái nhu cầu của mình. Anh em lưu ý nhớ nhé, cái tên sản phẩm nó rất quan trọng đến cái việc là anh em bán được nhiều hàng hay ít hàng. Đối với cái dòng sản phẩm mà dạng thương mại điện tử thì anh em nên nhớ là anh em phải cập nhật cái, anh em phải tạo ra một cái tên nó có chứa những cái từ khóa mà khách hàng có nhu cầu tìm kiếm, ví dụ như cáp điện thoại Hoco chẳng hạn. Rồi sau đấy cái anh em sẽ để cái tên shop của anh em trong cái tên sản phẩm luôn, tức là ví dụ như cửa hàng của anh em là Thế Giới Phụ Kiện 24 giờ, anh em sẽ để luôn ở trên đấy, hoặc là Thế Giới Phụ Kiện chẳng hạn, thì anh em nên để ở tiêu đề để khi khách hàng họ mua một lần rồi, họ có thể là họ giới thiệu đến những người này người khác, hoặc là họ lên Google họ tìm kiếm, hoặc họ lên Lazada họ tìm kiếm, thì họ sẽ tìm thấy cái shop của mình nó dễ dàng hơn, mình sẽ tiếp cận được với nhiều cái khách hàng hơn. Thì đấy là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với anh em trong cái video này. Đấy là cái việc mà mình phải làm trước khi mà mình bắt đầu đi marketing để bán hàng, thì mình phải tối ưu cái shop, tối ưu sản phẩm trước. Đấy.
Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em làm thế nào khi mà mình đã đăng sản phẩm lên trên này rồi thì làm thế nào để mà có được đơn hàng. Thì có rất là nhiều cách và hôm nay mình sẽ chia sẻ luôn đấy là những cái cách để giúp anh em marketing, giúp anh em bán những cái đơn hàng đầu tiên trên Lazada. Thì thật ra là như thế này, có rất là nhiều những bạn sau khi mà đăng những cái sản phẩm lên Lazada rồi bắt đầu mình là bắt đầu ngồi chờ chờ để mà có những cái sản phẩm đầu tiên. Thì mình có chia sẻ rất là nhiều về vấn đề mà bán hàng ở trên trang thương mại điện tử. Đấy là anh em khi mà đã có được cái sản phẩm anh em đăng lên rồi, số lượng sản phẩm anh em đăng lên kha khá rồi, thì cái việc tiếp theo đấy là anh em phải hành động, anh em phải đi tìm những cái chương trình marketing của Lazada, anh em tham gia vào, anh em phải đi tìm những cái chương trình của anh em phải tạo ra những cái khuyến mãi, tạo ra những cái ưu đãi để giúp cho cái làm gì, để giúp cho cái sản phẩm của anh em, cái shop của anh em nó hấp dẫn người dùng hơn đấy. Thì có như vậy thì mới thúc đẩy hành động của họ đấy là mua hàng. Rồi ngoài ra là gì, mới ban đầu á, để mà có được đơn hàng nhanh chóng á, thì anh em nên là làm gì, đấy là mình sẽ đi từng bước một nhá. Bây giờ việc đầu tiên khi mà anh em đăng thật là nhiều cái sản phẩm lên rồi đúng không, đây mình sẽ vào cái shop của mình. Thì cái shop này đây anh em thiết kế này, bây giờ nó đã bắt đầu hiển thị lên trên này, có sản phẩm hiển thị rồi. Thì anh em sẽ tạo thật là nhiều những cái mã giảm giá này. Việc đầu tiên đấy là anh em sẽ tạo thật nhiều cái mã giảm giá này. Thì ở đây á, mình sẽ chia sẻ anh em cách để tạo. Đấy là anh em sẽ vào trong cái phần khuyến mãi này, mã giảm giá này, anh em vào anh em tạo mã giảm giá nhé. Tạo thật là nhiều mã giảm giá. Khi mà mình tạo nhiều cái mã giảm giá thì nó sẽ giúp cho khách hàng khi mà vào shop của mình, khách hàng xem á, thì vừa là giúp cho cái shop của anh em có khả năng thu hút khách hàng tốt hơn. Cái thứ hai ấy, giúp cho cái những cái đơn hàng của anh em, của những cái đơn hàng của anh em, giá trị của đơn hàng ấy sẽ gia tăng. Ví dụ như như này. Đúng không? Khách hàng nó mua đơn hàng 250 ngàn rồi, nhưng mà bây giờ nếu mà mua lên 300 thì sẽ được giảm 10 ngàn, thì khách hàng sẽ cố mua thêm một sản phẩm nữa để được giảm 10 ngàn. Thì đấy là một cái cách. Cái thứ hai là khi mà anh em tạo mã giảm giá ấy, thì nó có cái tác dụng là gì? Ở cái trang khi mà khách hàng vào xem cái sản phẩm của anh em ấy, thì sẽ có những cái chương trình khuyến mãi đính kèm như thế này, giúp cho cái sản phẩm của mình nó có khả năng thu hút khách hàng tốt hơn rất là nhiều. Vì khi mà anh em không trang trí như thế này đấy thì có rất là nhiều anh em không tập trung làm những cái việc này và chỉ có ngồi tạo sản phẩm lên đấy rồi ngồi chờ. Sau đấy thì chia sẻ với mình là anh ơi, tại sao mà em tạo sản phẩm rất là lâu trên Lazada rồi không có đơn hàng? Bởi vì anh em phải đi hành động. Thì cái việc đầu tiên nhé, đấy là gì? Rồi trong cái phần này là cái thuộc cái phần phần 3. Đấy là marketing và bán hàng. Việc đầu tiên của anh em đấy là gì? Thứ nhất đó là tối ưu cái sản phẩm. Thì mà trong cái phần mà phần trước thì mình đã chia sẻ với anh em tối ưu shop và sản phẩm rồi. Trong phần này đấy là anh em sẽ tạo ra những chương trình khuyến mãi. Những cái chương trình này nó có tác dụng đấy là thu hút khách hàng, hấp dẫn khách hàng, vừa là có tác dụng là trang trí cái shop của anh em, tạo ra những cái chương trình khách hàng. Và hai, cái cách thứ hai để giúp cho anh em bán được đơn hàng đầu tiên trên Lazada nhanh, thật là nhanh, đấy là gì? Anh em đi chia sẻ những cái sản phẩm này lên lên mạng xã hội nhé, lên các cái trang mạng xã hội rồi kêu gọi. Nếu mà anh em đã từng bán hàng trên Facebook rồi ấy, thì anh em có thể kêu gọi những cái khách hàng ở trên Facebook vào mua những cái đơn hàng của mình. Sau đấy sẽ khuyến khích họ đánh giá cái sản phẩm này để giúp cho cái sản phẩm của anh em tăng cái độ chớt lên, giúp cho cái sản phẩm của mình tăng độ uy tín lên. Thì cái cơ hội khi mà tìm kiếm, ví dụ mình tìm kiếm từ từ cụm từ là ví dụ như áo thun nam 100% cốt tông nhập khẩu này, ví dụ như mình tìm kiếm cái từ này, vì là sản phẩm mới tạo cho nên rất khó để mà hiển thị ở những cái trang của Lazada. Thì anh em phải làm gì? Phải khuyến khích khách hàng của mình kêu gọi những người ở Facebook, Zalo các kiểu thì vào trong này gửi link cho họ để họ đặt hàng và khuyến khích họ đánh giá, thì giúp cho cái sản phẩm mình tăng độ trớt và sản phẩm của anh em có cơ hội cao để xuất hiện ở trên này đấy. Rồi bây giờ việc đầu tiên đấy là mình sẽ đi tạo những cái chương trình khuyến mại nhá. Thì cái chương trình khuyến mại này đó là cái mã sưu tầm nó sẽ xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện ở trên này đấy. Nó tác dụng của nó rất lớn trong cái việc mà trang trí shop, giúp cho cái shop của anh em, thấy không? Shop của mình là cái sản phẩm, cái thương hiệu của mình là màu cam, và sau đấy thì anh em thấy rằng cái shop bây giờ nó đã khác rất là nhiều so với cái ban đầu mà Lazada để mặc định.
nếu anh em không thêm vào những cái banner, anh em không thêm vào những cái chương trình mà giảm giá, anh em không thêm vào những cái top banner trên này thì cái shop nó sẽ rất là đơn điệu, và nó gần như giống như kiểu là tất cả các shop Lazada nó tạo ra mặc định là nó đều giống nhau, và như vậy thì không có sự nhận diện thương hiệu cho khách hàng. Đấy thì mình phải đi làm những cái việc đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tạo những cái mã giảm giá. Thời gian khách hàng có thể sử dụng mã giảm giá. Thì anh em nên tạo cái thời gian nó dài dài một chút. Đấy, rồi hai là thời gian khách hàng có thể sưu tầm mã giảm giá, thường thì sẽ sưu tầm trước khi mà mình sử dụng, đúng không? Đây là 31 tháng 3 bắt đầu được sử dụng. Ở đây mình sẽ để số lượng mã giảm giá anh em để là bao nhiêu, thông thường thì mình sẽ để thật là nhiều. Số lượng sử dụng mỗi khách là một thôi, giá trị đơn hàng tối thiểu ví dụ là 500 ngàn. 500 ngàn thì được sẽ giảm là 30 ngàn, kiểu như vậy. Hoặc là 500 ngàn giảm 20 ngàn. Đấy. Tùy theo cái lợi nhuận sản phẩm của anh em thì mình sẽ tạo những cái mã giảm giá này. Mã giảm giá này nó có rất là nhiều tác dụng trong cái việc thúc đẩy mua hàng nhé. Anh em mở ra anh em sẽ thấy này, cái sản phẩm khi này ấy, ngay bên cạnh sản phẩm nó có cái ticker giảm giá khuyến mãi như thế này này, sẽ thúc đẩy khách hàng mua hàng rất là nhiều. Đấy là một trong những cái cách giúp anh em marketing và bán hàng rất là hiệu quả, sử dụng vào những cái kênh marketing miễn phí của Lazada. Đây là một trong những cái hình thức marketing miễn phí nhá, bằng cái cách là anh em tạo ra những cái chương trình khuyến mãi, tạo ra những cái chương trình để thu hút khách hàng. Rồi ok, thời gian 31 tháng 3, rồi như vậy thì anh em sẽ thấy trên cái shop của mình sẽ xuất hiện thêm một cái mã giảm giá nữa. Và chưa Lazada nó mất một chút thời gian nó mới cập nhật, vẫn chưa xuất hiện. Rồi bây giờ mình sẽ tạo thêm những cái mã giảm giá khác, tức là rồi mình sẽ tạo thêm rất là nhiều những cái chương trình mà giảm giá khác để vừa giúp trang trí cái cửa hàng của mình. Đơn hàng tối thiểu là 600 sẽ được giảm 30 ngàn, khuyến khích khách hàng mua thêm, tăng cái giá trị đơn hàng của anh em lên. Rồi ba mã giảm giá rồi. Thì mà giảm giá anh em phải chờ đến cái thời điểm mà giảm giá nó có hiệu lực thì nó mới xuất hiện ở trên này. Chờ một xíu, một ngày nữa thì nó mới xuất hiện anh em ạ. Cái này rồi đấy anh em, mình đã tạo được ba cái mà giảm giá rồi, mình sẽ tạo thêm một cái mà giảm giá nữa. Anh em nên nhớ là cái sản phẩm ấy, sau khi mà anh em tạo nhiều mà giảm giá thì sản phẩm Lazada trên này nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái mã ở trên này, vừa trang trí cái sản phẩm, tác dụng trang trí sản phẩm rất tốt. Rồi
2, mình để mùng 2 cho nó dễ đi. Số lượng mà em là 100. Đơn hàng tối thiểu là 1 triệu. Rồi, giảm giá là 50.000. Rồi anh em như vậy mình chỉ tạo 4 mã giảm giá là ok, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Đấy là việc thứ nhất nhá, mình sẽ tạo mã giảm giá vừa là để trang trí shop, vừa là để thúc đẩy khách hàng mua hàng. Rồi, sau khi mà anh em tạo xong cái combo khuyến mãi thì mình sẽ bắt đầu đi theo tiếp theo nha, thì mình vẫn sẽ tiếp tục trong cái phần đấy là sự tối ưu sử dụng những cái chương trình marketing miễn phí của Lazada để mình thúc đẩy bán hàng. Thì sau khi mà anh em tạo những cái mã khuyến mãi rồi thì đấy là mã khuyến mãi nha, anh em có thể là tạo những cái combo khuyến mãi này, rồi anh em tạo những cái chương trình miễn phí vận chuyển này đấy, để làm gì, để giúp cho khách hàng, tức là khuyến khích khách hàng mua hàng. Bây giờ mình sẽ tạo ra những cái combo linh hoạt. Đấy, tạo ra những cái combo, những cái chương trình khuyến mãi, ví dụ như là mua khoảng từ bao nhiêu sản phẩm trở lên thì được sẽ được giảm giá chẳng hạn. Đấy thì anh em nên tạo thật là nhiều những cái chương trình khuyến mãi sẽ giúp cho khách hàng, khuyến khích khách hàng mua hàng nhiều hơn, vừa là để trang trí shop, vì cái shop của mình khi mà mới tạo ấy, sản phẩm mới tạo chưa có lượt mua hàng, chưa có lượt đánh giá thì nhìn nó rất là chán. Đấy, cho nên anh em cần phải tạo ra nhiều cái chương trình khuyến mãi để mình khó lấp những cái khoảng trống đấy, giúp cho khách hàng nó tin tưởng sản phẩm của mình hơn. Đấy. Cái chương trình nếu mà Lazada cho phép ấy, thì anh em nên để cho nó xa xa ra một chút. Số lượng lượt sử dụng này 100 này, toàn bộ cửa hàng này, cung cấp quà tặng này, số lượng sản phẩm, ví dụ mua từ 2 sản phẩm trở lên này, giá trị tiêu chí mua từ giá trị đơn hàng chẳng hạn, mình để giá trị đơn hàng ví dụ từ 1 triệu này, từ 1 triệu sẽ giảm giá là bao nhiêu phần trăm này, ví dụ giảm giá theo số tiền hoặc giảm giá theo phần trăm này. Đây là cái dạng combo linh hoạt mình rất thích đấy. Hoặc là mình có thể để giảm giá theo số lượng này, ví dụ mua từ 3 này, giảm giá theo phần trăm này, là giảm giá ví dụ 5% này. Đấy, thì anh em tạo những cái chương trình này nhá, tạo thật là nhiều những cái chương trình này. Đấy, anh em sẽ tạo thật là nhiều những cái chương trình này để cho nó, cái sản phẩm của mình nó tăng thêm cái độ uy tín, cửa hàng của mình nó tăng thêm cái độ uy tín. Rồi mình nhầm. Đấy, thì anh em có thể là xem những cái chương trình sau khi mà anh em tạo nó có hiệu lực rồi thì Lazada nó sẽ hiển thị ở trên những cái phần mà khuyến mãi như thế này. Hiện tại thì nó chưa chạy nhá. Ngày mai thì nó mới chạy, từ ngày mùng 1 tháng 4 nó mới chạy, thì anh em nên tạo những cái combo linh hoạt này. Đấy, tất cả nó nằm trong ở trong cái phần mà khuyến mãi anh em nhé. Đây thì anh em hãy xem tất cả những cái này nó là một cái chương trình, một cái công cụ marketing miễn phí của Lazada để mình tận dụng nó để mình bán hàng. Đấy là cái việc mà mình phải làm marketing, mình bán hàng bằng cái việc là tạo ra thật là nhiều những cái chương trình khuyến mãi, tạo ra nhiều cái mã khuyến mãi, thì mỗi một cái mã khuyến mãi thì nó cũng không có lớn gì, nó nhỏ thôi, nhưng nó giúp trang trí cái shop của anh em, giúp cho cái sản phẩm của anh em tăng thêm cái độ uy tín trong cái quá trình, trong cái hệ thống tìm kiếm của Lazada, giúp cho sản phẩm anh em tăng thêm cái sự thu hút khi mà khách hàng họ nhìn thấy. Thì đấy là bằng cái việc đấy là mình sẽ tạo thật là nhiều những cái chương trình khuyến mãi. Khi nãy là mình đã tạo combo linh hoạt rồi này, mình tạo mã giảm giá rồi này, bây giờ mình sẽ đi tạo những cái ví dụ như miễn phí vận chuyển. Khách hàng ở Việt Nam thì họ rất thích những cái chương trình miễn phí vận chuyển, cho nên mình sẽ tạo ra ví dụ như là free ship. Free ship thì ví dụ đơn hàng giai đoạn là dài hạn chẳng hạn, không xác định chẳng hạn, ví dụ mua từ đơn hàng bao nhiêu trở đi là được free ship, ví dụ mua đơn hàng từ
399.000 sẽ được free ship đấy, hỗ trợ miễn phí vận chuyển, loại hình vận chuyển là thường nhá. Đấy anh em để cài đặt, tất cả cài đặt toàn bộ sản phẩm cửa hàng. Khi mà anh em bật cái chương trình miễn phí vận chuyển này lên ấy, thì anh em sẽ thấy như này, cái sản phẩm của anh em ấy, cái sản phẩm của anh em nhá, anh em vào anh em xem cái sản phẩm, thì khi mà cái chương trình này nó có đây này, chương trình này nó được kích hoạt lên, thì ở dưới cái phần giao hàng này khách hàng sẽ nhìn thấy là miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 399.000 đối với sản phẩm từ Pasido Shop. Đấy anh em thấy không, nó kích hoạt lên như này. Đa phần khách hàng mua trên Lazada rất quan tâm đến cái việc này, nhưng lại rất nhiều nhà bán hàng không làm cái việc này. Chỉ có những cái nhà bán hàng lâu năm rồi và đi học hành bài bản các kiểu rồi thì họ mới bắt đầu tập trung, họ xây dựng những cái chương trình marketing để bán hàng. Anh em phải coi những cái chương trình marketing là một phần của bán hàng. Chương trình tạo ra những cái mã, anh em tạo ra những cái mã ưu đãi này, tạo ra những cái combo khuyến mãi này, tạo ra những cái ưu đãi về vận chuyển này, đây là một phần của marketing bán hàng anh em nhé, chứ không phải cái việc này là cái việc làm không công đâu, mà tất cả cái việc làm này nó đều yêu cầu anh em thực hiện từng bước một và thuần thục, và mình phải làm thường xuyên. Đấy, mình phải kiểm tra, mình làm thường xuyên thì nó mới mang lại được những cái kết quả tốt. Đấy là những cái chương trình mà miễn phí mà Lazada nó cho phép anh em sử dụng. Rồi ngoài ra thì anh em còn thấy là những cái chương trình ví dụ như là đẩy sản phẩm này. Đẩy sản phẩm này thì đối với những cái shop mà phải hoạt động một thời gian rồi, nó khác với bên Shopee anh em nhé. Khác với bên Shopee thì Shopee khi mà anh em mới tạo sản phẩm thì tạo shop mới nó cũng cho đẩy, nhưng mà Lazada thì điều kiện để mà được đẩy sản phẩm nó cũng là chỉ dành cho những cái shop mới mà có cái tỷ lệ bán hàng trên 60% này, sản phẩm ít, tức là có nhiều hơn 3 sản phẩm này, chat với khách hàng tỷ lệ chat là trên 85% này, rồi bố trí gian hàng tốt này, thì nó mới bật cái công cụ đẩy sản phẩm cho anh em. Thì cái việc đẩy sản phẩm nó sẽ giúp cho anh em tiếp cận đến nhiều khách hàng hơn, bằng cái việc đẩy sản phẩm của anh em sẽ xuất hiện trên những cái trang 1, trang 2 của Lazada. Đấy thì anh em sau một thời gian anh em bán hàng, có được những cái chỉ số bán hàng, ví dụ có được những cái đơn hàng rồi, có được những cái lượt đánh giá của khách hàng tốt rồi, có được cái tỷ lệ phản hồi chat ok, thì anh em bắt đầu sử dụng cái công cụ này để đẩy sản phẩm. Đấy là những cái chương trình về marketing miễn phí nhá. Đây đẩy sản phẩm thì anh em truy cập, anh em vào trong cái menu này, truy cập này, đẩy sản phẩm này. Rồi anh em có thể là đăng dạo, rồi anh em có thể là like trên Lazada bán hàng. Anh em đăng ký để like bán hàng trên Lazada thì cũng là một cái công cụ hỗ trợ miễn phí. Thì những cái anh em, những cái chị em mà thường xuyên mà like ấy, có kinh nghiệm và kỹ năng like tốt ấy, thì mình nên đăng ký trên này, mình like mình bán. Thật sự ra nếu mà đối với những cái sản phẩm mà thuộc cái nhóm ngành hàng mà mua nhiều ấy, thì Lazada chủ yếu là những cái phụ kiện điện thoại các kiểu, thì nếu mà anh em có sản phẩm thì anh em nên đăng ký like để anh em bán. Rồi cái thứ hai đây là anh em sẽ tạo những cái bài viết kiểu như đăng dạo này. Đăng dạo là gì? Tức là những đối tượng mà theo dõi mình ấy, thì họ sẽ nhìn thấy những cái bài đăng dạo này. Mục đích của anh em đấy là tạo ra những cái bài đăng để khi mà những cái khách hàng họ tìm kiếm những cái từ khóa hoặc những cái thông tin gì liên quan đến sản phẩm của mình, thì sẽ xuất hiện những cái bài đăng như vậy, sẽ giúp cho cái sản phẩm của anh em tiếp cận đến nhiều người. Thì mình có thể sử dụng những cái công cụ đăng dạo như này để mình đăng cái sản phẩm, mình giới thiệu về sản phẩm của mình. Rồi như vậy thì mình đã chia sẻ với anh em về tất cả những cái chương trình mà marketing mà miễn phí mà Lazada cho phép. Bây giờ mình sẽ chia sẻ một chút về cái chương trình mà marketing có phí. Tức là bây giờ mình shop mình mới đầu đúng không? Mình chưa có đơn hàng đúng không? Mình làm mọi cách mà vẫn chưa có đơn hàng, thì mình có thể là sử dụng cái công cụ có phí của Lazada. Đây anh em truy cập cũng trong cái phần này, anh em vào cái phần mà sản phẩm tài trợ này. Đấy, để anh em tạo những cái chiến dịch quảng cáo. Thì với những cái chiến dịch quảng cáo này thì giống như kiểu là anh em quảng cáo tăng cái lượt truy cập ấy, quảng cáo tăng chuyển đổi ấy. Đấy thì anh em sẽ tạo những cái chiến dịch quảng cáo. Đấy, tức là CPC, tức là số tiền trên mỗi một lượt click. Đấy, Lazada sẽ tính chi phí trên mỗi một cái lượt mà khách hàng click vào sản phẩm của anh em. Đấy, anh em sẽ thấy khi mà lướt Lazada, mình sẽ thấy có những cái sản phẩm tài trợ mà nó hiển thị ở bên tay phải của mình này. Khi mình đang xem một sản phẩm nào đấy, mình kéo xuống bên dưới thì mình thấy những cái sản phẩm nó hiển thị ở dưới này. Thì thật ra là mình đánh giá cái vấn đề quảng cáo của Lazada nó chưa thông minh và nó chưa tối ưu, hiệu quả chưa tốt.
Tất nhiên là anh em vẫn có thể sử dụng nó để mà đẩy đơn hàng ở một cái thời điểm ban đầu, nhưng mà mình đánh giá không cao cái việc mà bố trí cái hiện diện của quảng cáo ở trên cái trang Lazada này. Tức là sự xuất hiện của những cái quảng cáo này mình thấy không hiệu quả như là Shopee hay là những cái kênh khác. Thì mình thấy anh em nếu mà chạy quảng cáo thì Shopee vẫn là hiệu quả hơn, bán hàng trên Shopee một số cái sản phẩm, một số cái mặt hàng thì chạy quảng cáo nó tốt hơn. Còn Lazada thì anh em có thể là trải nghiệm nhé. Mình cũng đã từng chạy những cái chiến dịch ở trên Lazada rồi, nhưng mà mình thấy nó chạy rất là chậm. Vì là Lazada cái không gian hiển thị quảng cáo nó quá hẹp, cho nên mà nhà quảng cáo mà không có, tức là những cái sản phẩm nó không gian này nó hẹp quá này, mà sản phẩm hiển thị nhiều quá này, cho nên mà cái hiệu quả hiệu suất nó không có cao. Đấy, thì anh em có thể sử dụng những cái công cụ quảng cáo như thế này để tăng cái lượt tiếp cận, tăng cái lượt bán hàng của mình lên. Ví dụ mình đang có một cái chương trình ưu đãi gì đấy thì anh em có thể là sử dụng cái công cụ này để anh em đẩy đẩy chương trình đẩy hàng. Đấy là chương trình marketing có phí của Lazada nha. Ngoài ra còn rất là nhiều cách để anh em có thể có được những cái đơn hàng đầu tiên trên Lazada, thì mình cũng sẽ chia sẻ sơ qua luôn. Đấy là bao gồm đấy là anh em tham gia vào những cái chương trình này, chương trình khuyến mãi, ví dụ như đi trước nhóm của Lazada này. Khi anh em mà có những cái sản phẩm đạt đủ điều kiện anh em tham gia vào những cái chương trình này ấy, thì đơn hàng nó về rất là nhiều. Đấy, đặc biệt là những cái mặt hàng phụ kiện các kiểu, giá kiểu như giá không đồng các kiểu, thì nó kéo shop của anh em lên, tăng cái lượt truy pick, tăng cái traffic vào web, tăng cái lượng traffic vào web lên rất là nhiều, và cái lượng đơn hàng của anh em cũng rất là nhiều. Thì anh em có thể tham gia các cái chương trình này. Đấy, thì mới đầu anh em mới tạo, thì trong cái thời điểm là 1 tuần 2 tuần đầu anh em có thể là chưa có đơn hàng đâu, anh em phải kiên trì nhé, mình phải kiên trì. Đấy, ngoài cái việc mà mình tạo ra nhiều cái chương trình khuyến mãi như thế này, mình tạo ra anh em nên tạo thật là nhiều sản phẩm nhé, vì ở đây mình chưa có thời gian mình tạo sản phẩm. Thì anh em nên tạo nhiều sản phẩm, tạo ra nhiều những cái mã giảm giá. Sau đấy là gì, anh em copy những cái sản phẩm như thế này, hoặc là anh em copy những cái sản phẩm như này, anh em chia sẻ lên trên các cái mạng xã hội, trên Zalo hoặc là trên Facebook. Rồi nếu mà anh em có những khách hàng trên Zalo, Facebook thì anh em khuyến khích họ là truy cập vào trang Lazada mua để được hỗ trợ phí vận chuyển này. Đấy, sau khi họ mua rồi thì khuyến khích họ là đánh giá này, để tăng cái độ đánh giá của sản phẩm lên, tăng cái uy tín của sản phẩm mình lên. Thì đồng thời thì cái shop của mình nó cũng sẽ tăng lên. Khi mà shop của mình uy tín rồi thì Lazada nó sẽ cho phép anh em đẩy sản phẩm này. Đấy, một chức năng rất là hay của Lazada, nhưng mà rất tiếc chỉ dành cho những cái shop shop mà đã bán hàng có những cái chỉ số nhất định rồi thôi. Rồi, chắc là video mình sẽ kết thúc ở đây. Thì mình đã chia sẻ với anh em tất cả những cái công cụ, những cái cách để mà giúp anh em có được những cái đơn hàng đầu tiên trên Lazada. Thì anh em có thể vận dụng bao gồm cả những cái công cụ miễn phí, đó là chia sẻ về tạo ra những cái chương trình khuyến mãi. Đấy là những cái công cụ marketing miễn phí mà Lazada cho phép anh em sử dụng. Rồi cái công cụ sử dụng có phí là anh em có thể chạy quảng cáo bằng những cái sản phẩm tài trợ trên Lazada. Anh em vào trong này, anh em tạo những cái chiến dịch quảng cáo để quảng cáo cho sản phẩm của mình. Và có một cái mình muốn nhấn mạnh tất cả anh em trong cái video này, đấy là mới đầu khi mà mình mới tạo shop thì anh em nên kéo khách hàng từ bên Facebook, Zalo các kiểu về để tăng cái độ chớt cho shop của mình, tăng cái độ uy tín cho sản phẩm của mình. Thì có như vậy thì sản phẩm của anh em mới có cơ hội hiển thị trên cái trang tìm kiếm của Lazada nhé, mới có cơ hội được giới thiệu đến khách hàng thông qua cái kênh giới thiệu dành riêng cho bạn như này. Thì những cái sản phẩm uy tín sẽ được Lazada tự động giới thiệu đến người dùng, và cơ hội anh em sẽ bán được hàng rất là nhiều. Thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Mình chúc cho tất cả anh em sẽ có những cái kế hoạch kinh doanh trên Lazada thành công tốt đẹp. Nếu mà anh em xem video mà thấy hữu ích thì hãy like, share video để tiếp cận đến thật là nhiều người. Đấy là mong muốn của mình. Và xin chào tất cả anh em.